Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vụ án cảnh sát giao thông trạm Suối Tre dùng súng bắn thiệt mạng người xảy ra nhiều năm về trước, từng gây xôn xao dư luận trong suốt thời gian dài. Phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 26 tháng 8. Từ sáng sớm tinh mơ, đã có cả hàng trăm người tập trung tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai để theo dõi buổi xét xử. Bên ngoài phòng xử có rất nhiều đồng đội của người bị hại đã qua đời và bị cáo. Ai nấy đều lắc đầu thở dài. Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2013, Thiếu tá Trần Ngọc Sơn, 39 tuổi, phó trạm, cùng với nhóm bạn, trong đó có Trương Thành Trí, tổ chức ăn nhậu thịt rừng. Sau đó, nhóm của ông Sơn đã đến quán karaoke Hân Linh trên địa bàn thị xã Long Khánh để ăn nhậu tiếp. Tại đây, nhóm của bị cáo Ngô Văn Vinh, 39 tuổi, nguyên đại úy trạm giao thông Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, cũng đang ăn nhậu ở phòng VIP đối diện. Trong lúc chào hỏi, Chí và Vinh đã xảy ra mâu thuẫn với nhau. Chí đã dùng ly bia chọi vào mặt, khiến cho Vinh bị xây sát. Sau vụ xô xát đó, Vinh còn bị cấp trên là Thiếu tá Sơn mắng mỏ không biết giữ trường mực. Vinh đã tỏ ý trách móc lãnh đạo, không bênh vực mình mà cứ bênh vực người ngoài. Sau đó hai bên lại tiếp tục cự cãi với nhau. Rồi Vinh bỏ về cơ quan, tìm lấy súng, rồi tìm thẳng đến phòng của vị thiếu tá, song không gặp được người. Khoảng 17 giờ cùng ngày, ông Sơn về lại trạm Suối Tre, đi đến chỗ Vinh đang nằm nghỉ. Ông đã mở lời thách thức rồi gây hấn với Vinh. Vinh đã bất ngờ rút súng ở đầu giường ra bắn liên tiếp. Ông Sơn giằng co khiến cho viên đạn đi lạc, xuyên trúng hông của thượng úy Đoàn Thanh Phú nằm ở giường bên cạnh. Nghe thấy nhiều tiếng súng nổ, Chí và một số người đã có mặt tại trạm cảnh sát giao thông Suối Tre chạy vào phòng thì nhìn thấy ông Sơn đang nằm gục dưới nền nhà. Khẩu súng trên tay Vinh lại tiếp tục phát ra nhiều tiếng nổ khác, tuy nhiên rất may mắn là không làm ai bị thương tiếp. Khi súng đã hết đạn, mọi người vội chạy lại ôm ông Sơn đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Trong quá trình xô xát, Vinh cũng bị thương tật 40%, thượng úy Phú thương tật 15%. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã truy tố Ngô Văn Vinh về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, khung hình phạt từ 24 đến 30 tháng tù giam. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 26 tháng 8, bị cáo Vinh đã thừa nhận bị cấp trên là thiếu tá Trần Ngọc Sơn bỏ mặc khi bị người ngoài săn mặt, nên đã ấm ức gọi điện than trách với em ruột là sẽ tìm ông Sơn để trả đũa. Sau đó, Vinh đã liên tục gọi điện đòi gặp sếp, cầm súng yêu cầu lái xe cấp trên gọi điện cho thiếu tá Sơn về cơ quan gấp. Khi ông Sơn về tới trạm, hai bên đã xảy ra xô xát. Vinh dùng súng bắn một đồng đội bị thương trước khi làm thiếu tá Sơn thiệt mạng. Trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã trình bày lại toàn bộ diễn biến của vụ việc. Bản cáo trạng kết luận, bị cáo gây án trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh và đề nghị mức án cao nhất là 30 tháng tù giam. Khi nghe bản luận tội, mức án đề nghị, người thân của bị cáo bên dưới không hề phản ứng gì. Phiên tòa tưởng chừng như kết thúc tại đó, nhưng cả khán phòng im phăng phắc khi nữ luật sư bảo vệ quyền lợi cho người bị hại trình bày. Luật sư Nguyễn Thị Kim Vinh đã mạnh mẽ bác bỏ nhiều nội dung trong bản cáo trạng của Viện Kiểm sát. Bà Vinh xoáy mạnh vào chi tiết, khẩu súng K-59 mà Vinh đã dùng gây án có sự mập mờ về lai lịch khi nhiều văn bản ghi chép số hiệu khẩu súng lẫn lộn nhau. Khẩu súng là tang vật quan trọng của vụ án, nhưng không hề được đưa ra nhận diện tại phiên tòa, không được cơ quan điều tra làm rõ nhiều tình tiết, như ai là người tước đi khẩu súng từ tay của bị cáo, súng được bàn giao vào thời điểm nào, có ai làm chứng hay không. Trước hội đồng xét xử, luật sư đại diện cho bị hại nêu thẳng quan điểm nghi ngờ về tính xác thực của khẩu súng gây án. Có thể bị cáo Vinh tàng trữ vũ khí khác. Nữ luật sư này đặt ra câu hỏi. Chi tiết này ngay sau đó đã được đại diện Viện Kiểm sát giải thích rằng, trong lúc khám nghiệm hiện trường, do trời tối nên cán bộ đã ghi nhầm số hiệu, dẫn đến những sai lệch trên. Tuy nhiên ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã tổ chức giám định, kết luận khẩu súng có mã số như trong kết luận cáo trạng, đích thực là súng mà bị cáo Vinh dùng để gây án.
Khẩu súng này được đơn vị cấp cho bị cáo. Tiếp tục, đại diện viện kiểm sát và luật sư đại diện gia đình bị hại tiếp tục tranh luận gay gắt về hành vi sử dụng súng của bị cáo. Nữ luật sư đại diện cho bị hại cho rằng Vinh sử dụng súng sai mục đích, không tuân thủ quy định sử dụng súng, như súng không cho vào bao, khóa vào tủ mà để ngay dưới gối lên đạn sẵn. Đặc biệt, nữ luật sư này còn xoáy sâu vào hoàn cảnh phát đạn thứ hai trúng vào bị hại được bắn ra. Bà cho rằng nếu hai phát đầu bị cáo Vinh bắn ra nhằm thị uy, tự giải vây cho mình, rồi phát thứ ba có thể biện hộ rằng là do giằng co khiến cho súng cướp cò. Tuy nhiên, viên đạn ngay sau đó trúng ngực bị hại lại không thể nói là cướp cò được. Luật sư đại diện cho gia đình bị hại không loại trừ khả năng bị cáo Vinh đã bắn bồi phát đạn này. Từ kết quả hiện trường cho thấy phát đạn thứ hai trúng người anh Sơn do Vinh bắn từ phía sau tới. Khi anh Sơn trúng phát đạn đầu tiên, ngã gục xuống người Vinh, nhưng Vinh vẫn tiếp tục bắn tiếp. Có thể hiểu đây là hoảng loạn, thiếu ý thức bóp cò hay không? Luật sư Vinh phản biện. Màn đáp hỏi giữa luật sư đại diện gia đình bị hại và đại diện viện kiểm sát diễn ra vô cùng gay gắt. Mỗi bên đều đưa ra những luận điểm của riêng mình. Hội đồng xét xử đã phải xin tạm ngắt ngang giải thích với những người dự khán rằng tòa sẽ để hai bên tranh tụng đến cùng. Buổi xét xử có thể vượt quá thời gian hành chính, nhưng đúng với quy định, cải cách tư pháp, tiếp tục tranh tụng. Luật sư Vinh đã đề nghị hội đồng xét xử trả hồ sơ, truy tố bị cáo tội giết người. Bà Vinh đã đưa ra các chứng cứ như sau. Bị cáo Vinh đã chuẩn bị súng từ trước. Trước khi ra tay, đã có những lời lẽ hăm dọa đối với thiếu tá Sơn. Tại trụ sở trạm cảnh sát giao thông Suối Tre, bị cáo cầm súng đi tìm bị hại, ghi súng vào lái xe của thiếu tá Sơn và yêu cầu gọi ông Sơn về gấp. Không những vậy, bị cáo còn gián tiếp đe dọa sẽ ra tay với vị phó trạm thông qua nhiều người. Điều này cho thấy rằng bị cáo đã có sự chuẩn bị từ trước, gây án vì muốn trả thù cấp trên làm xấu mặt mình như lời bị cáo đã khai. Luật sư Vinh trình bày tiếp, bị cáo có dấu hiệu phạm tội đến cùng. Nếu bị cáo muốn gặp cấp trên để nói chuyện, phải trái, thì cần gì phải cầm theo súng? Khi bắn hai phát đạn đầu tiên trúng người của Thượng úy Phú, bị cáo vẫn không chịu dừng lại mà nổ súng liên tiếp. Đến gần 18 giờ cùng ngày, màn tranh tụng này cũng kết thúc. Hội đồng xét xử đi vào phòng nghị án. Bên ngoài hành lang của phòng xử, bầu không khí hồi hộp, tranh luận xôn xao, cho rằng mức án 30 tháng tù do viện kiểm sát đề nghị là quá nhẹ. Cuối cùng, chủ tọa phiên tòa đã nêu rõ, căn cứ lời khai các nhân chứng, bị cáo tại tòa, hội đồng xét xử nhận thấy có dấu hiệu cho thấy bị cáo Vinh phạm tội giết người, nên đã quyết định trả hồ sơ, đề nghị truy tố bị cáo theo hướng phạm tội này. Ngay sau khi bản án này được tuyên, hàng chục người dự khán đã vỗ tay thể hiện sự đồng tình. Do đó, bản án cao nhất từ pháp luật đang chờ đợi bị cáo là điều không thể nào bàn cãi. Chắc chắn bị cáo sẽ phải trả giá cho những hành vi man rợ, manh động, coi thường luật pháp và coi thường tính mạng của người khác do mình đã gây ra. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.